Kính thưa quý vị, sau hơn nửa tháng vắng bóng, ông Tập Cận Bình xuất hiện ở Đông Bắc vào ngày 16 tháng 8. Theo Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình đi thị sát tại thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh một lần nữa nhấn mạnh cái gọi là thịnh vượng chung. Vào ngày ông Tập Cận Bình xuất hiện, ông Lý Khắc Cường cũng xuất hiện tại Quảng Đông, tại hội nghị chuyên đề của những người đứng đầu chính quyền các tỉnh có nền kinh tế lớn, ông Lý Khắc Cường đã nhắc lại phiên bản mới nhất của tuyên bố cố định của cuộc họp đó là thực hiện đầy đủ khái niệm phát triển mới theo chỉ đạo của tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc cho một kỷ nguyên mới. Nhà bình luận các vấn đề thời sự đường tĩnh viễn cho biết, đó thật ra là tiêu đề của một bài viết quan trọng mà ông Tập Cận Bình vừa đăng trên tạp chí QC. Ông Lý Khắc Cường ngay lập tức bám sát tình hình và lặp lại những điều vô nghĩa này như một cách diễn đạt cố định chính thức trong bài phát biểu của ông ấy ít nhất chứng tỏ rằng địa vị của ông Tập Cận Bình chưa bị lung lay. Vài ngày trước, bà Tôn Xuân Lan đã thị sát Hải Nam và hiếm khi đề cập đến khẩu hiệu của ông Tập Cận Bình là kiên trì Zero Covid, không lay chuyển. Khẩu hiệu này đã được đặt ở vị trí quan trọng nhất trong thời gian qua và nó thể hiện chính sách cai trị quan trọng nhất của ông Tập Cận Bình. Đồng thời, các quan chức tỉnh Hải Nam hiếm khi thừa nhận sự thất bại của biện pháp xóa sạch COVID trong xã hội. Ông Đường Tĩnh Viễn cho rằng tôi nghĩ điều này có liên quan đến cuộc họp ở Bắc Đới Hà. Ngay sau khi hội nghị Bắc Đới Hà kết thúc, Tôn Xuân Lan đã đến Hải Nam và hạ thấp giọng điệu về Zero Covid. Điều này cho thấy ông Tập Cận Bình buộc phải có những điều chỉnh về vấn đề Zero Covid. Kể từ ngày 31 tháng 7, các lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vắng mặt trong hơn nửa tháng. Một số nhà bình luận cho rằng cuộc gặp ở Bắc Đới Hà càng kéo dài thì càng không tốt cho ông Tập Cận Bình. Về việc liệu ông Tập Cận Bình có thể tái đắc cử tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 hay không, có hai kết quả có thể xảy ra. Nhà bình luận thời sự Văn Triều cho rằng, một kết quả có thể xảy ra là ông Tập phải lùi bước và giao nộp một phần quyền lực của mình. Kết quả thứ hai có thể xảy ra là ông Tập đã đánh bại các đối thủ chính trị của mình. Tất nhiên, nếu ông Tập Cận Bình rút lui thì điều đó không nhất thiết rằng ông ấy sẽ mất quyền tái cử cũng có thể là nếu ông ấy được bầu lại, các ủy viên thường vụ bộ chính trị khác cũng sẽ tại vị, hoặc có thể ông ấy sẽ chỉ được bầu lại ở một số vị trí mà không nằm trong đội ngũ đảng, chính phủ và quân đội. Thưa quý vị, mục tin chuyên đề của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.